Chào các anh chị em nhé. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ về đôi giày Asics Nova Blast đời 1. Đôi giày tôi rất là yêu thích. Thì cái này thì xuất phát từ cái chia sẻ cá nhân thôi. Người dùng cá nhân thì đứng trên góc độ là hoàn toàn là ý kiến cá nhân, và qua cái thời gian trải nghiệm tôi được thì thực ra là tôi bắt đầu chạy bộ chỉ mới được khoảng gần 2 năm. Trước đây thì tôi 2 năm trước thì tôi có cân nặng là khoảng 80-81 kg, tôi không nhớ rõ lắm nhưng mà nó khoảng đó. Hiện giờ thì sau khoảng gần 2 năm chạy bộ cũng như là kết hợp với cả chế độ dinh dưỡng, tức là ăn uống nói chung các thứ ấy, thì là bây giờ cân nặng của tôi xuống còn 72 cân rưỡi cho đến 73 cân, tức là nó du di và nó không có chiều hướng tăng nữa, bởi vì bây giờ là cái lượng vận động rất là thể thao của tôi nó thường xuyên, rất là thường xuyên, cũng như là mình áp dụng đúng cái chế độ dinh dưỡng rồi. Quay lại cái vấn đề mà tôi muốn chia sẻ ngày hôm nay ấy, là liên quan đến cái mẫu giày Nova Blast, Asics Nova Blast. Thì thực ra là như tôi nói rồi, đây là một đôi giày tôi rất là yêu thích. Và khi mà tôi quyết định chọn mua đôi này thì tôi cũng có tìm hiểu ở trên mạng, và cũng như là các anh em runner nói chung, thì xem là mọi người lựa chọn mẫu giày nào. Bởi vì nó cũng là cái câu hỏi mà đối với bất kỳ một ai khi mà mới chạy bộ, tức là đi tìm mua cho mình một đôi giày nó phù hợp với túi tiền, với mục đích của mình, mục đích sử dụng đấy, cũng như là và sở thích nhá, quan trọng là sở thích, bởi vì đôi khi là sở thích nó sẽ quyết định tất cả. Ví dụ như nếu mà bạn mình thích là có thể bạn bao nhiêu tiền bạn cũng mua, đúng không ạ? Sở thích là quan trọng nhất. Tuy nhiên thì tôi cũng không có nhiều tiền đâu, thế nên là tôi cũng phải tìm hiểu cũng như là cân nhắc rất là nhiều đó. Thì trước khi mà hồi đầu ấy, tôi chạy bộ ấy, thì là như các bạn biết là để vượt qua được cái khoảng thời gian đầu mà không bỏ cuộc rất là khó khăn, không phải ai cũng có thể dễ dàng vượt qua được, mà nhất là một người mà có cân nặng khởi điểm tôi là 81 cân đó. Thời gian đầu tôi, thế nên là khi đầu thời tôi chỉ bắt đầu chạy bộ, đi bộ thì đúng hơn, đi bộ chậm với cả đôi giày rồi Vintage Hunter, bởi vì tôi cũng xác định là cứ để xem qua một tháng đầu, tháng thứ hai đó xem có bỏ cuộc hay không thì tôi mới đầu tư. Thì thời gian đó thì tôi đi bộ dần đều, ngày nào cũng đi bộ, không bỏ quê nào cả, nắng hay mưa tôi đi bộ. Tức là sau khi mà kết thúc công việc ở văn phòng thì tôi bắt đầu xỏ giày và đi bộ. Được cái là văn phòng tôi cũng gần cái hồ Hoàn Kiếm, nên là chiều nào cứ tầm 6 giờ chiều tối thì bắt đầu tôi đi bộ khoảng độ 1 tiếng hoặc hơn 1 tiếng gì đó, thì sau đấy thì bắt đầu mới kết thúc và về nhà. Thì sau khi mà kết thúc 2 tháng đầu với đôi bắt đầu việc mà thể thao chạy bộ ấy, với đôi Vintage Hunter ấy, thì tôi bắt đầu tìm hiểu, và lúc đó thì một người bạn của tôi có đang giao bán sale hàng order một đôi giày của Adidas, tức là dòng Boost, dòng Ultra Boost đó. Tuy nhiên nó là cái dạng mà tôi không nhớ, là đến khoảng 1,7-1,8 triệu gì đấy, hàng order về tay. Nó dạng co giãn rất tuyệt vời. Tuy nhiên thì cái công nghệ đế bút của Adidas, nói Ultra Boost nói chung thì chắc là anh chị em tìm hiểu trên mạng thì biết rồi đúng không ạ? Thì nó dạng các dạng hạt đấy, nó hỗ trợ nói chung là ABC, người ta mang cả thử nghiệm đến cả vũ trụ của chiếc để kiểm tra độ nảy. Thực ra thì với tôi lúc đấy thì đôi giày đó là quá xịn, đôi giày chạy đầu tư 1,7 triệu trong đôi giày chạy, đối với tôi là quá xịn. Và tôi sau đấy thì tôi cũng đã đi cái đôi giày đó được khoảng dần dần chỉ khoảng đâu khoảng 4 tháng gì đó, 4 hoặc 5 tháng tham gia các giải, ví dụ như là Tây Hồ Marathon 2020 đó, thì tôi cũng đi đôi giày đó rất là tuyệt vời. Tuy nhiên thì lúc đấy thì tốc độ chạy của tôi nó chậm thôi,
Tôi nhớ là đợt tôi chạy Tây Hồ Marathon thì 21 km thì nó rơi khoảng pay 7.5 hoặc 8, pay 8 thì đó. Vì lúc đấy tôi cân nặng rất là chưa giảm được nhiều, thì lúc đấy nó chỉ khoảng độ 76 cân, tức là giảm từ 80-81 xuống 76 cân, 77 cân gì đó. Đó thì tôi đi thì cái đôi giày Ultra Boost thì đế của nó rất là êm, mọi người cũng biết đấy, rất là êm mà nó không đau chân đâu. Có thể là do bởi vì là tốc độ thì nó chậm. Tuy nhiên thì sau cái giai đoạn mà khi mà bắt đầu làm quen cũng như là chạy bộ nó quen rồi, và dần dần thì độ cân nặng của tôi nó giảm xuống và cái tốc độ của tôi cũng được cải thiện dần. Thì sau đấy thì tốc độ của tôi được đẩy dần lên là từ 8 chấm, từ pay 8 lên pay 7.5, sau đó là lên pay 6.5 và pay 6. Thì tôi cảm giác cái độ ỉ tức là đế rất là êm, nhưng mà tôi cảm giác là nó không có độ này. Thì khi đấy bắt đầu tôi mới đi tìm hiểu thêm các cái dòng chạy cao cấp hơn, tức là chuyên hơn. Thì khi mà nhìn sang thì cái dòng Nike ấy, thì họ có rất nhiều dòng, ví dụ như Pegasus này, hoặc là Zoom Fly, AVC, EZ gì đấy, rất là nhiều nó đế này. Và hoặc là những cái đôi xịn sò hơn nhưng mà có công nghệ, áp dụng công nghệ đế carbon, tức là có một cái lớp carbon nằm bên trong thì giày. Thì tôi cũng xem rất là nhiều review, có review của nước ngoài họ tiến hành, họ cưa đôi ra, đôi giày mới ra nhưng mà họ bỏ tiền mua về xong rồi họ cưa đôi ra để họ nghiên cứu, họ có review rất là kỹ, xem review. Tuy nhiên thì như các bạn biết thì những cái đôi đó thì rất là giá rất là cao, đúng không ạ? Thì tôi nhận thấy là cái mục đích của tôi nó cũng chưa phải là cái đấy. Mục đích cũng như là cái nhu cầu và cái khả năng chạy bộ của mình nó chưa phải đòi hỏi đây giờ hiện, trừ khi tất nhiên thừa tiền tôi sẽ mua, nhưng mà đây xin nhắc lại tôi không thừa tiền lắm. Đấy, tôi theo cái quan điểm là lựa chọn cái sản phẩm nó chất lượng cũng như là cái công năng nó phù hợp, cũng như cái túi nó cái phù hợp với túi tiền của tôi. Đấy, và cái mức đầu tư của tôi dành cho đôi giày đó. Thì lúc đó thì bắt đầu tôi xem được cái tình cờ xem được cái quảng cáo về đôi giày Nova Blast đời 1. Thì thực ra là có rất là nhiều màu, nhưng mà ngay từ đầu là tôi đã rất là ấn tượng với cả cái màu sắc trẻ trung là xanh đỏ tím vàng. Đấy, màu nõn chuối đó, màu xanh nõn chuối, màu xanh blue nhạt, hoặc là cái giải màu kiểu gradient như này. Thì tôi là một người sở thích của tôi là về màu sắc thì là colorful đó, colorful. Thế nên khi mà tôi nhìn thấy cái quảng cáo này và kết luôn rất là thích. Khi đó đôi giày này nó có giá vào khoảng độ và tôi không nhớ vào khoảng lúc đầu thì lúc đấy thì ASICS Việt Nam thì họ đã bán rồi, bán trên kệ, tức là hàng chính hãng đấy. ASICS Việt Nam họ đã bán trên kệ thì nó khoảng độ 3 triệu, hơn 3 triệu, tôi không nhớ chính xác đâu. 3 triệu 2, 3 triệu 3 hay 3 triệu 4 gì đấy. Đấy, nhưng mà đến khi mà khoảng độ 4 tháng sau đấy, thì tôi cũng chưa đầu tư vội, tôi vẫn chạy bộ với đôi giày Ultra Boost kia của tôi thôi. Đó. Thì sau đấy thì khoảng độ 4 tháng, 5 tháng thì đấy thì tôi thấy trên Lazada có sale thì còn 2 triệu 6. Và lúc đấy thì cái thời điểm, tức là cái thời điểm chạy bộ của tôi ấy, lúc đấy là có rất nhiều tiến bộ rồi. Cộng với cả lúc đấy là cái giá tôi thấy khá là hợp lý, không mà còn phải quá cao nữa, và cũng là sale nên tôi quyết định là tôi đặt mua Lada. Thực ra là Lada trên cái cửa hàng Lada Mo của họ ấy, mà chính hãng của tại Việt Nam nhé, không phải nước ngoài. Thì tôi đặt mua thôi. Thì đôi của tôi là đôi
có cỡ là US 8, nó tương đương khoảng tiêu chuẩn euro cỡ cho là 41.5. thì thực ra là chân của tôi là nó dạng là chân bình thường, chân nhỏ, nó cũng không có gì, có những cái điểm đặc biệt, ví dụ chân nó không quá bè hoặc là những cái giày chân nó không quá là dày. Do vậy là các bạn nên nhớ nhé, cái tiêu chí mà đầu tiên khi mà các bạn chọn giày, nó ngoài cái sở thích màu sắc này, nhưng mà các bạn đầu tiên các bạn phải hiểu cái đặc tính, cái tính chất, cái đặc tính của cái bàn chân mình nhé. Tại vì nếu như mà chân bạn mà thuộc dạng bè, dài, ngắn, to quá, bè hay là sao đấy, thì các bạn sẽ phải lựa chọn đầu tiên để chọn cái đôi giày nó phù hợp đã. Sau đó mình đi hãng giày với màu sắc, vì nếu không thì nó đẹp, nó đắt tiền nhưng mà khi mà đi về nó cứ chân như thế này cũng thì thôi, thì vứt đi thôi. À, thế là như cái form chân của tôi thì nó cũng rất là dễ thôi, dễ mua giày. À, và để các bạn thì mới ấy, hiểu cái nào là chân bè hay là chân dày ấy, chân tức là có độ dày ấy, chiều cao này này. Đấy, từ bàn chân cho đến cái bu bàn chân này, dày thì các bạn tìm trên mạng nhé. Bởi vì sao? Bởi vì là nó cũng sẽ có những cái hãng giày hay dòng giày riêng dành cho những người bị chân bè hoặc là chân bu cao. Ví dụ chân bè thì có dòng hãng Ancha. Thôi, hôm nay tôi chỉ nhắc đến đôi giày, review về đôi giày Nova Blast này thôi. Rồi, ok, quay lại để đôi giày, chiếc giày này thì đó, thì sau khi mà tôi đặt mua về tôi rất là thích. Tôi thích ngay từ khi mà tôi nhìn thấy nó, từ khi nó ra ở trên những quảng cáo rồi. Bởi vì màu sắc đấy, cũng như là tính năng như là nảy ABC, như công nghệ đế FF Blast đấy, nảy. Tất nhiên thì cái này thì các bạn có thể tìm ở trên mạng, tôi không nói nhiều vì nó là thiên về kỹ thuật. Rất là tuyệt vời. Đó. Màu sắc đầu tiên là tôi thích màu sắc đấy. Thì tính đến thời điểm hiện tại thì đôi giày này tôi đã đi được hơn một năm, và cái khoảng cách mà đo được như tôi có thống kê, được thống kê ở trên phần mềm Strava ấy. Ở trên Strava thì nó cho phép bạn có thể là tích hợp điền tên loại giày vào, tên loại giày, tên loại đồng hồ và gì trên nó, thì để bạn kiểm soát được là bạn sau một thời gian thì cái đôi giày đấy là, cho nó kết hợp với cả cái khoảng cách đo hàng ngày, cái lúc mình vận động thì nó sẽ tổng hợp lại là tổng số là bao nhiêu km. Thì hiện giờ cho đến thời điểm hiện tại là bây giờ là tháng 8 năm 2021 thì tôi đã chạy đôi này được khoảng 1.600, tôi không nhớ chính xác đâu, bởi vì là để tôi xem lại, nhưng mà đó, nó khoảng độ 1.500 km rồi. Đấy, thì như các bạn thấy thì ngoại hình của nó tuyệt vời, đẹp, chưa có cái gì gọi là bung hay là rách các thứ cả. Đó, thôi thì tôi đánh giá là dòng ASICS này dù sao nó là của Nhật, nên là về mặt chất lượng và độ bền ấy, thì là chắc hẳn là mọi người, nhiều người cũng có cái suy nghĩ tốt về chất lượng của Nhật rồi. Đó, thì đó, qua đôi này sau hơn 500 km chạy bộ ấy, chạy nắng có, chạy mưa có, chung là mọi điều hình thời tiết, tôi chạy cũng không giữ giày lắm đâu. Tất nhiên thì các bạn có thể thấy đế này, đế thì là nó đế đều. Tôi thì cũng thuộc cái dòng chân bình thường, tức là lệch phải, là lệch bên này. Nên mọi người sẽ thấy là cái phần bên này bao giờ là nó cũng có cái độ mòn vẹt nhiều hơn ở bên trong. Đấy, đa số chân mọi người, đa số thì tôi thuộc cái dạng chân đa số. Thì thực ra là những cái mòn này nó rất là đều. Đúng cái phần ngoài này mòn nhiều nhất thôi. Nhưng mà đấy, như bạn thấy là nó chưa phải là ăn vẹt vào cái phần đế màu trắng đó. Thực ra là khi mà tôi chạy thì bây giờ thì cũng chạy loanh quanh pay, chạy 21 cây thì nó chỉ loanh quanh pay 6 hay pay 6.5 thôi.
Đấy, chứ không phải là chạy gì kinh khủng, phong trào chạy vì sức khỏe thôi mà, chạy vì mình. Đó, thì với cả khi mà chạy ngay từ đầu tôi xác định là tôi chạy chậm, tôi chạy theo nhịp tim, tôi có tìm hiểu chậm nhưng mà để giữ nhịp tim với cả cộng đời, đồng thời tôi điều chỉnh dáng chạy, điều chỉnh cách chạy đó, vì là cũng tìm hiểu trên mạng để chạy làm sao cho nó phù hợp với bản thân mình. Các bạn nên nhớ là cái dáng chạy như nào đấy phải tùy với từng người nhé, chứ nó không có một công thức chung nào đó. Thì như tôi thì tôi bị đau lưng, tôi bị thoát vị nhẹ ở, nên là tôi rất là quan tâm đến cái việc mà khi mà tôi chạy tôi rất là để ý. Ngay từ hồi đầu tôi để ý, tôi quan tâm việc dáng chạy của tôi như thế nào sao cho nó không bị ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống, cũng như cái tốc độ chạy tôi phải keep, tôi giữ như thế nào đấy cho nó phù hợp. Đấy, cái đấy nó yếu ảnh hưởng đến yếu tố chọn giày, cái đế giày, công nghệ như thế nào. Thì như các bạn thấy là tôi chỉnh dáng chạy cũng như là bước chạy của tôi, thì tôi thế nên là tôi chỉnh được cái gọi là bước chạy của tôi không bị lẹt quẹt, tức là mài xuống đất ấy. Vì kể cả chạy chậm, tôi chạy chậm lắm nhưng mà tôi sẽ cố gắng, tất nhiên không phải là quá cao chân, cao chân thì nó sẽ dẫn đến mệt, ý là sẽ là không hay có thói quen là mài bàn chân xuống. Đấy, có nhiều anh em thì hay mài, thế nên là cái đế giày nó mòn rất nhanh. Đấy, như các bạn biết thì chả cái đế nào nó chịu lại được nếu như chúng ta mài quá nhiều, ma sát quá nhiều. Đó. Đó, vậy là tôi cái đế này tôi vẫn giữ được rất là tốt. Chỉ nhắc lại tôi không phải là giữ giày đâu, gọi như là giày mưa tôi cất đi, cất vào tủ, chỉ lôi trời nắng, trời dâm chạy tất. Đấy, các bạn thấy là các cái đường keo này thì nó chưa có dấu hiệu của việc bong chóc cả. Đó, chưa có dấu hiệu bong chóc, rất là tốt, vẫn chưa bị há mồm. Dân Việt Nam mình hay gọi là há mồm. Ok, đó, rất là tuyệt vời, chưa bị bong chóc gì hết. Để nét hèn nẹt, đấy, phản quang này vẫn còn ngon này, chưa bị bong chóc. Đấy, dây rất ngon, upper này, đấy, hay còn gọi là lưỡi gà. Ok, này rất là êm. Chỉ có một vài cái điểm nó bị gọi là xuống cấp thôi. Thực ra là về thời gian thì đúng không? Tôi cho rằng là những công nghệ về sơn hay là ép sơn như thế nào đấy chắc là nó sẽ không phải bền mãi mãi được. Nhưng mà hơn 1500 đây, các bạn sẽ thấy là cái này nó có dấu hiệu hơi bong một tí thôi, hơi bong một tí. Cái giải màu này là sơn chứ không phải là nguyên bản cái nhựa, cái đế nó như thế đâu ạ. Nó hơi bong một tí thôi, không đáng kể. Cái này thì đó, cái này và có một vài điểm nó bị hơi gọi là mòn, là nó bị rách ra một tí, mà anh em thấy đó. Rách ra một tí. Đây, cái này là gọi là mài mòn, bởi vì có lẽ là trong quá trình mà đi giày ấy, đi tất ấy, thì mình buộc xong rồi nó cọ sát nhiều nó sẽ gây ra những cái mài mòn như này. Đó. Tuy nhiên thì với tôi thì đến thời điểm này quá ổn, quá tốt. Đó. Và thêm một cái nhược điểm, gọi là nhược điểm thôi. Cái hơi tham một tí, thực ra là gọi là tiểu tiết một tí, tạm gọi. Thực ra là bởi vì cái như các bạn biết thì là cái đế này, thường thì đế giày màu trắng rất là đẹp nhưng mà rất hay bẩn, đúng không ạ? Đấy, thì cái này nó không phải là ngoại lệ. Thì khi mà còn mới hoặc là chúng ta mới giặt ấy, thì nó rất là đẹp. Đấy, nhưng mà có một cái nữa là cái hơi gọi tạm gọi là cái nhược đi. Thì cái thiết kế đế của dòng Nova Blast ấy, thì nó có những dạng hình polygon lõm xuống như này. Đó, bên trong cũng có. Đấy, thì chính vì nó là lõm xuống nên là nó bụi bẩn nó sẽ dắt vào cái khe này. Bụi bẩn dắt cái khe này. Đấy, thế thôi. Thì nếu mà khe này thì bây giờ mình muốn
mình khi mình giặt thì mình cố gắng mình đánh cái đánh đánh phải hơi lâu một tí, kỳ công một tí thì nó mới sạch. Tuy nhiên thì nó vẫn phải để lại vết, nó không thể giống như kiểu phẳng giống như đế của giày dòng mấy dòng của Nike được, dòng Vaporfly là dòng Zoom hay là dòng Next đó, đúng không ạ? Thôi không sao, vấn đề gì chịu khó đánh ấy. Phần trong này đấy, trong đánh rồi đấy nhưng mà không được vì lâu ngày quá, không vấn đề. Mà nhìn tổng thể đúng không ạ, một đôi giày sau hơn 1.500 km chạy bộ mài đường, chủ yếu ở đường thành phố các bạn biết, quá ổn. Tôi nghĩ rằng là đôi này tôi sẽ chạy thêm khoảng 1.000-2.000 cây nữa thì may ra nó xảy ra hiện tượng bong chóc này. Đấy thì mới cần phải tìm đến thợ đúng không ạ, dán. Bây giờ thì chưa cần đấy, hoặc là đế này mòn quá rất là tuyệt vời. À, cũng xin chia sẻ với cả nhà là dòng Asics, dòng giày này thì là thực ra là sau rồi tôi ở trong trên dưới upper này họ made in Việt Nam, hàng sản xuất ở Việt Nam xịn luôn nhé, sau đó bắt đầu mới xuất đi thế giới. Cũng giống như kiểu Adidas, Nike thế, hoặc rất nhiều hãng nổi tiếng, hãng giày nhé, không phải chỉ nói hãng giày thôi, được sản xuất ở Việt Nam đó. Ancha thì tôi không nhớ rõ sản xuất ở Việt Nam không, nhập khẩu đó, hàng Việt Nam. Thế nên là các bạn có thể tìm mua ở trên các trang, các showroom chính hãng đấy. Nếu như mà các bạn không kè về tiền thì cứ mới ra là các bạn book, còn nếu không chưa cần lắm hoặc là tùy, chờ nó khoảng độ 4-5 tháng gì đấy sẽ có 1-2 đợt sale, giá nó sẽ mềm hơn, sẽ giảm. Bởi vì như các bạn, tôi cũng làm về marketing, tôi cũng chia sẻ các bạn biết được về cái dòng đời sản phẩm rồi đúng không ạ? Đấy. Thì thông thường thì tôi không biết là dòng đời của giày thì nó khoảng bao lâu, nhưng mà thông thường thì người ta tính dòng đời khoảng 1 năm. Đó, 1 năm. TV, tủ lạnh vậy. Ví dụ thế, 1 năm hoặc 2 năm gì đấy thì khi mà đến tầm gần hết vòng đời rồi thì nó sẽ ra những cái mẫu mã mới hơn hoặc là sản phẩm mới hơn, thì đương nhiên cái cũ đấy là quy luật rồi, quy luật của chuyên ngành đấy thì là nó sẽ giá nó sẽ giảm dần, giảm mềm hơn đấy, cho đến khi mà họ clear stock. Cũng xin chia sẻ với mọi người đấy, bật mí nhỏ nhỏ. Thực ra cái này những ai mà học về marketing hoặc là làm marketing họ hơi hiểu rồi đó. Và xin nhắc lại là không phải là đấy là nó bị chất lượng kém thôi nhé. Đây là có chuyên môn khi mà người ta đặt vòng đời sản phẩm, cái nào cũng thế thôi, bất kỳ cái nào, từ chiếc điện thoại iPhone, từ chiếc TV, máy lạnh, tủ lạnh, nói chung tất cả mọi thứ sản xuất ra nó đều có vòng đời, gọi là vòng đời sản phẩm. Đấy, thì lúc mà nó giá nó mềm mềm hơn, ok thì hợp túi tiền thì mình múc thôi đó. Ok, tất nhiên thì đây là chia sẻ cá nhân của tôi nhé, còn mỗi người mỗi sở thích cũng như là mỗi cái nhu cầu khác nhau. Ở đây thì tôi chỉ xoay quanh việc là tôi chia sẻ đôi giày Nova Blast của tôi thôi. Mới đây thì khoảng 3 tháng trở lại đây thì tôi thấy Asics mới ra thêm cái dòng xin chia sẻ là dòng tên của nó là Nusachi 13 Chi. Nusa thì tôi không rõ là họ lấy tên riêng ở đâu, nhưng cái Chi ấy là từ viết tắt cắt ngắn của cái từ triathlon, tức là chạy môn 3 môn phối hợp ấy, tức là bơi này, đạp xe này và chạy bộ. Thế thôi, cái đó thì mọi người tự tìm hiểu. Tôi thì đấy, tôi cũng rất thích, rất là màu sắc rất là colorful. Và tất nhiên thì đế thì nó cũng chưa phải là công nghệ carbon gì cả. Nếu như các bạn muốn tìm hiểu dòng đế carbon của Asics thì tìm những cái dòng ví dụ như là Meta Sky, Meta Speed Sky. Đấy, hoặc là Meta Speed X.
đó là những cái dòng mà nó có công nghệ đế, tức là ngoài fly farm ra thì người ta có công nghệ thêm công nghệ đế carbon nữa. Tất nhiên thì cái đấy thì nó là đối thủ, tức là dòng đấy nó sẽ ngang cạnh tranh ngang với cả những cái dòng như Vaporfly Nike Vaporfly Next 0%, nó ngang ngang và giá nó cũng ngang ngang như thế, đại khái thế. Tất nhiên thì mua dòng nào do sở thích của mỗi người thôi. Nhưng mà đó, sắp tới tôi sẽ cân nhắc sắm một đôi Musashi 13 đó, rất là colorful, rất là đẹp và công nghệ đế. Ok, tôi cũng sẽ không nói nhiều. Thì có lẽ là khi nào mà tôi sắm, tôi sẽ có một cái bài chia sẻ cảm nhận thì nó sẽ hay hơn và thuyết phục hơn. Đó, đây chỉ dành cho nếu như mà bạn quan tâm đến cái hãng giày Asics. Cảm ơn cả nhà nhé. Cảm ơn cả nhà đã xem video của tôi. Rất tuyệt vời. Xin chào và hẹn gặp lại.